Em chào các bác. Tết nhất đến nơi rồi. Hôm nay thì thằng Audo tranh thủ thiết kế cho các bác một cấu hình chuẩn không phải chỉnh luôn. Loa JBL và âm ly đài lông. Cái cấu hình này thì nó vô cùng nhiều cái sự lựa chọn. Hôm nay em sẽ ghép cặp loa cây JBL TLX180 cùng con âm ly đài lông 590. Em có chia sẻ với bác rất là nhiều về dòng âm ly đời năm 590 rồi. Và bản thân cái dòng TLX 180 cũng vậy. Cặp loa cây này nó sở hữu hai bát 25. Trong đấy có một bát cộng hưởng. Nói một chút về bát cộng hưởng nhé các bác nhé. Thì cái gọi là cộng hưởng ở đây ấy, thì nó có cái ưu việt là âm ly chỉ tải chỉ phải chịu tải cho một loa bát, nhưng mà cái âm lượng bát và cái lực sâu của bát của dòng bát cộng hưởng ấy, thì nó lại được hai đấy, tùy vào là một bát, hai bát hay là ba bát. Có những cái dòng nó tận bốn bát cộng hưởng. Đây là cặp có một bát cộng hưởng thôi đấy. Nó dáng cây cao khoảng 1 mét. TL180 thì thiết kế cái mặt trước của nó là mặt nỉ đấy, mặt nỉ xốp. Mà anh em sẽ thấy nó có cái độ mềm mềm, dáng rất là đẹp. Những cái bộ này thì em đã ghép rồi, thì các bác không phải lăn tăn gì cả. Ghép cực kỳ chuẩn rồi. Những cái thông số kỹ thuật thì đương nhiên là ok. Nhưng cái vấn đề là qua khoảng đến gần 20 năm nay phối những cái bộ IC như này thì anh em đón nhận rất là nhiệt tình. Có những cái bộ thì nó chỉ hợp với một số anh em, nhưng với cái cấu hình của cái bộ này thì nó lại hợp với đa số anh em. Nó chơi nhạc rất là đa năng. JBL mà lại ghép với âm ly đàn ông thì nó là một cái gọi là công thức rồi các bác nhé. Dòng 590, 690, 780D, 880D, 580D, 890D các bác có thể hoàn toàn ghép với cặp TLX 180 này. Đây là dòng loa JBL TLX 180 made in Đan Mạch, thương hiệu của Mỹ mà sản xuất tại Đan Mạch, để cho chất âm nó rất là bay bổng. Đây là đàn lông 590, còn 590 này công suất tiêu thụ nó là gần 200W, 175W, dòng điện 100V. Bộ này anh em có thể kết hợp karaoke rất là tốt luôn. Đã có khách hàng của em đấy, mua bộ này về xong rồi mua thêm vang vì hát rất là tuyệt vời đấy, rất là hay ở cái đấy. Và phòng các bác chơi phòng trên dưới 30 mét với bộ này vô tư luôn. Bộ này các bác sắm chơi Tết cho em đấy. Vấn đề phối ghép thì các bác cứ để bên em lo đấy, các bác cứ nhìn âm lên thử mọi việc ở đâu em nói thật. Rồi bây giờ mời các bác nghe thử cái bộ này. Xa ai còn